bài hát bé hát cho em đến từ các bạn nam và nhóm Anten của học viện kỹ thuật quân sự, và nhóm Anten của các thành viên đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi SIPC Show. Và mặc dù là những người không thuộc trường học viện kỹ thuật quân sự tuyên truyền, tuy nhiên thì khi tham gia cuộc thi này thì các bạn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn nữ của học viện kỹ thuật quân sự tuyên truyền. Và ngày hôm nay thì Anten lại tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trong mini show này và tiếp tục trong các mini show tiếp theo. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục của Linh Anh cùng song ca với bộ bài nam của Anten. Bởi vì do hôm nay nó thiếu lên live chỉ có một mic thôi, cho nên là mình sẽ hát chung với Linh Anh bằng đúng mic thôi. Mang và lên làm bài. Ôi dù ơi, tớ mà hát được thì hôm nay chỉ mình tớ diễn thôi. Chắc người ta cao nóng của ai nữa. Thế rồi lại quay luôn cả em rồi. Chà, nóng xa quá.